lại đề xuất đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm. Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng thu nhập từ tiền tiết kiệm mà tới vài trăm triệu đồng nên gọi là đầu tư và phải nộp thuế thu nhập. Kiến nghị đánh thuế với các khoản lãi từ tiền gửi cá nhân vừa được luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật Basico đưa ra với Bộ Tài chính tại hội thảo lấy ý kiến sửa năm luật do VCCI tổ chức mới đây. Theo ông Đức, cần phải quy định thêm việc đánh thuế đối với tiền gửi nói chung, Tiền gửi tiết kiệm nói riêng tại các tổ chức tín dụng khi vượt một mức nhất định. Ví dụ theo ông, nếu thu nhập từ lãi tiết kiệm cao hơn 2 lần mức thuế khởi điểm tính theo năm của thu nhập cá nhân tính thuế. Theo quy định hiện nay, mức thuế khởi điểm chịu thu nhập cá nhân tính theo năm là 108 triệu đồng. Như vậy, nếu khoản tiền lãi từ tiền gửi tiết kiệm của một cá nhân tới hơn 200 triệu đồng, theo luật sư Trương Thanh Đức cần phải vào diện nộp thuế. Lâu nay chúng ta đã quá yêu chiều ngành ngân hàng, nhiều người thu nhập từ tiền tiết kiệm ngân hàng tới vài trăm triệu đồng, thì như vậy phải gọi là đầu tư rồi, ông Đức nói. Hiện gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng đang được xem là một trong những kênh giúp tiền đẻ ra tiền an toàn và hiệu quả của người dân. Lãi suất huy động kỳ hạn một năm hiện khoảng 6-7% trên một năm. Để thu về khoản lãi 200 triệu đồng một năm từ tiền tiết kiệm, khách hàng phải mở sổ trị giá khoảng gần 3 tỷ đồng. Theo quy định hiện nay, chỉ thu nhập từ lãi tiền gửi của công ty doanh nghiệp mới bị tính thuế thu nhập. Đây cũng không phải là lần đầu tiên đề xuất đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm được đưa ra. Năm 2013, Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh từng đưa ra đề xuất đánh thuế thu nhập với những khoản tiền gửi tiết kiệm trên 500 triệu đồng để khuyến khích dòng tiền đưa vào sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, ngay sau đó, đề xuất này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Bên cạnh kiến nghị về tính thuế các thu nhập từ tiền gửi, ông Trương Thanh Đức cũng cho rằng Bộ Tài chính nên giảm 7 mức thuế xuất, thuế thu nhập cá nhân hiện hành và mức thuế theo đề xuất mới sửa đổi xuống chỉ còn mức 5%, 10% và 20%. Đồng thời, ông kiến nghị nên giảm mức thuế xuất cao nhất 35% xuống bằng mức thuế xuất thu nhập doanh nghiệp 20%. Tại hội thảo, lấy ý kiến của VCCA, nhiều chuyên gia khác cũng nhận định đã đến lúc cơ quan soạn thảo cần thay đổi mức khởi điểm phải chịu thuế thu nhập cũng như mức giảm trừ gia cảnh. Theo quy định hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh khi xác định thuế thu nhập cá nhân là 9 triệu đồng cho bản thân và 3,6 triệu đồng cho người phụ thuộc. Công ty EA Việt Nam cho rằng mức giảm trừ này là quá ít trong bối cảnh giá cả hiện nay. Theo bà Nguyễn Thu Trang, đại diện EA Việt Nam, cần có một cơ chế mở để khi giá cả leo thang, chính phủ có quyền thay đổi mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp thay vì lại phụ thuộc cho sửa luật. Đà Nẵng xin 13 tỷ đồng xây tường rào lỗi do văn bản viết tắt việc Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu Đà Nẵng xin Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng 13 tỷ đồng để xây tường rào cổng trung tâm văn hóa thể thao quận này đã gây bức xúc trong dư luận những ngày qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu lý giải do nhân viên đã viết tắt trong văn bản nên gây hiểu lầm. 13 tỷ đồng chỉ mới nói. Như Dương Việt đã đưa tin, trong buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Huỳnh Đức Thơ, đại diện các cơ sở ban ngành, vào ngày 13 tháng 9, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, đã trực tiếp đề nghị Chủ tịch thành phố Đà Nẵng đồng ý chủ trương cho đầu tư tường rào, cổng ngõ của Trung tâm Văn hóa Thể thao quận. Tại phường Hòa Minh, với tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng, lấy từ nguồn vốn của ngân sách thành phố. Từ thông tin trên chương việc, dư luận đặt câu hỏi, quận Liên Chiểu xây một cái tường cổng như thế nào mà hết 13 tỷ đồng? Có cần thiết phải sử dụng số tiền lớn như vậy để xây dựng những công trình này không? Trong khi chính tại địa bàn xây công trình trên là phường Hòa Minh đang có gần 2.000 hộ nghèo. Nhiều bạn đọc thử làm phép tính nhẩm và nhanh chóng đưa ra đáp án 13 tỷ đồng có thể xây được hơn 100 căn nhà chắc chắn cho người nghèo. Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng cho biết, con số 13 tỷ đồng để xây tường rào cổng trung tâm văn hóa quận Liên Chiểu mới nói chưa chính xác. Không phải xin cái này để làm tường rào cổng ngõ, xây tường rào cổng ngõ là để bảo vệ trung tâm văn hóa, còn kinh phí nói như vậy, báo vậy thôi chứ làm gì có 13 tỷ, chẳng qua mình báo, mình xin chủ trương làm tường rào cổng ngõ nhưng thực hiện cả giai đoạn 3 Giai đoạn 3 còn nhiều hạng mục để phục vụ trung tâm văn hóa như kè hồ bầu sáu, mặt cỏ tự nhiên sang bóng mắc 6 tỷ hoặc cỏ nhân tạo. Cái này cũng chưa chính xác, ông Hưng nói. Nhân viên viết chưa chuẩn Vì Chủ tịch quận Liêm Chiểu Phân rằng rằng do nói vắng tắt nên bỏ qua không nói đến các công trình khác trong giai đoạn 3 trong buổi làm việc với Chủ tịch thành phố. Tuy nhiên, trong báo cáo số 220, báo cáo Ủy ban Nhân dân của quận Liên Chiểu do ông Hưng ký và gửi cho các cơ sở ban ngành và ông Huỳnh Đức Thơ tại buổi làm việc ngày 13 tháng 9 đều ghi rõ Ủy ban Nhân dân quận kính đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cho chủ trương đầu tư xây dựng tường rào cổng ngõ Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Liên Chiểu với tổng mức đầu tư dự kiến là 13 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố để sớm đưa vào công trình hoạt động. Về những thông tin cụ thể rõ ràng trong báo cáo 220, báo cáo Ủy ban Nhân dân, ông Hưng cho rằng nhiều khi các anh không biết, chứ làm gì có riêng tường rào cộng ngõ, cái này là do nhân viên viết tắt mà không biết chấm chấm, nên mọi người không biết tường rào cộng ngõ hay cái gì. Cũng tại buổi làm việc, trong khi phóng viên muốn biết công trình dự án trung tâm văn hóa thể thao, quận Liên Chiểu có bao nhiêu giai đoạn và tổng dự toán bao nhiêu, sau một chút ngần ngừ, ông Đàm Quang Hưng bóc máy điện thoại cho nhân viên để nắm thông tin và cho biết dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Liên Chiểu Đà Nẵng có 3 giai đoạn với kinh phí 56 tỷ đồng. Hiện nay đang thi công giai đoạn 2 với các công trình như nhà thi đấu đa năng, cấp thoát nước, cây xanh. Công trình này rộng 12 hectare là công trình đón đầu sự phát triển của quận. Trước đó xin làm tường rào thành phố không cho, phải làm tường cộng để bảo vệ các công trình đã xây dựng. Tuy nhiên, số tiền 13 tỷ mới báo vậy, phải qua nhiều khâu thẩm định rồi mới được phê duyệt. Quận sẽ tính toán lại phương án nên làm tường rào mềm bằng cây xanh, làm bằng cỏ nhân tạo hay cỏ tự nhiên rồi mới làm dự toán mới gửi lại thành phố, ông Hưng cho hay. Quyền vụ trưởng Thanh ra từ chối xin lỗi về phát ngôn thiếu chuẩn mực. Âu Nguyễn Minh Mẫn, Quyền vụ trưởng vụ 3 Thanh tra Chính phủ khẳng định có một âm mưu có tổ chức của đồng nghiệp và một số nhà báo thái quá biến chất đánh hội đồng làm nhục và vô khống ông. Ngày trên tháng 9, Âu Nguyễn Minh Mẫn, Quyền vụ trưởng vụ 3 Thanh tra Chính phủ có cuộc trao đổi với Tiền Phong liên quan kết luận về việc kiểm tra phát ngôn của công chức đối với ông theo kết luận, thanh tra chính phủ khẳng định một số phát ngôn của ông Mẫn tại buổi công bố quyết định thanh tra đối với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là thiếu chuẩn mực, làm cho người nghe hiểu rằng ông đang hướng dẫn cho đối tượng thanh tra bưng bít che giấu thông tin khi có sai phạm cản trở hoạt động của báo chí. Tổng thanh tra chính phủ yêu cầu ông Mẫn phải công khai xin lỗi, đồng thời giao các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm đối với quyền vụ trưởng vụ 3 theo quy định. Ông Mẫn cho biết sự việc trên ảnh hưởng rất lớn đến gia đình mình, đến lý lịch kết nạp đảng của con trai ông. Tuy vậy, ông khẳng định sẽ không xin lỗi vì các văn bản trên là trái pháp luật. Thừa nhận mình là người trong clip, nhưng ông Mẫn cho rằng mình không phát ngôn mặc sát hay cấm cửa báo chí. Tôi nói trong quá trình là việc phải bảo mật thông tin. Nếu có nhà báo nào đến là việc liên quan đến cuộc thanh tra thì đơn vị xin khắc. Đến khi nào có kết luận thanh tra sẽ cung cấp thông tin. Tôi nói như vậy nhưng bị các đối tượng cắt ghép đi, ông Mãn nói. Quyền vụ trưởng cũng cho rằng một số thành phần thoái hóa biến chất đã câu kết đặt hàng với những nhà báo biến chất. Tôi làm gì mà bọn chúng ghi âm trộm rồi cắt xén đi. Chọn đúng ngày 23 tháng 11 năm 2016, ngày thành lập ngành thanh tra để tung lên mạng đánh hội đồng làm nhục và vu khống tôi việc này có mục đích chống phá nền an ninh trật tự và tình hình chính trị trong ngành thanh tra việc này là âm mưu có tổ chức theo ông ẩn văn bản của văn phòng chính phủ đề nghị kiểm tra phát ngôn của ông là không có căn cứ pháp lý vì vậy quyết định thành lập tổ chức công tác kiểm tra mình là trái pháp luật ông cũng khẳng định việc này trong ba biên bản làm việc với tổ công tác của thanh tra chính phủ và cho biết thêm có đối tượng đã làm lộ lọt một số tài liệu của thanh tra chính phủ của vụ ba và hồ sơ cán bộ của ông dù những tài liệu này thuộc danh mục bí mật của nhà nước. Ông Mãn đặt câu hỏi tại sao không làm rõ những người vi phạm pháp luật ghi âm trộm rồi ăn cắp tài liệu của thanh tra chính phủ rồi cấu kết đặt hàng với một số nhà báo thoái hóa biến chất. Trên cơ sở đó, ông Mãn cho biết sẽ đề nghị cấp trên thu hồi ngay kết luận với mình. Theo ông, nội dung kết luận là sai, cố ý bao che cho những người vi phạm pháp luật ở vụ 3, đã đặt hàng với một số nhà báo thoái hóa. Tôi đề nghị Tổng thanh tra chính phủ có văn bản đề nghị Bộ Công an làm rõ việc ghi âm ăn cắp tài liệu mật tung lên mạng xã hội báo điện tử.